Chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Trường Kỳ Gamer nha. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với cái series game RE2 Remake. Mình sẽ chơi cái bản DLC mới của nó. Bản đầu tiên thì mình đã chơi rồi. Bây giờ mình sẽ chơi tới cái bản DLC thứ hai là The Tofu Survival War. Mình không biết dịch tiếng Anh như thế nào nhưng mình hiểu thì nó khá giống cái trên nha. Có nghĩa là kẻ sống sót. Thì ở đây nó cho mình chọn. Ở đây có 5 cái miếng đồ hũ. Mỗi miếng đồ hũ thì nó sẽ có kỹ năng đặc biệt khác nhau. Ví dụ như cái miếng đồ ngoài cùng màu trắng nhất thì là nó chỉ sử dụng máu và một khẩu súng lục đạn quay á. Còn cái con thứ hai thì nhìn dữ dội hơn, mang rất là nhiều lựu đạn. Nó tên là Uigomuchi. Con đầu tiên thì tên là Anin Toku. Còn đây chính là đầu khổ luôn, đầu hổ luôn. Con thứ ba là chuyên dùng dao. Con Goliath, hay còn gọi là đầu hổ thúi á. Thì con này nó có giấy chứng nhận luôn nè, đầu hũ thú chính gốc. Không biết phải không. Con này thì nó mang một cái khẩu súng lửa. Còn cái con đầu hũ vàng này là đầu hũ đã chiên đấy. Mình không biết là phải chơi con nào trước. Thì thôi mình sẽ tìm hiểu từng từng con nha. Chắc mình sẽ chơi thử con này. Con đầu tiên. Theo như mình thấy thì nó giống hệt cái bản trước thôi, nhưng mà nó thay đổi cái ngoại hình. Ngoại hình nhân vật lại thành cái con giống như không phải là con mà gọi là một miếng đồ hũ. Thấy không? Nhìn mắc cười ha. Còn tiếp luôn nha. Để mình xem coi vũ khí đâu. Vũ khí này hạng nặng không chạy. Ví dụ như mình có được cái khẩu số 2 cũng đúng rồi. Mình gắn qua nhé. Rồi mình đồng thôi. Lần này mình hy vọng là mình sẽ chiến thắng. Rồi mình sẽ bảo quay cái cô đầu hũ nè. Đây một cái là một cái cô đầu hũ chứ không phải là một anh đầu hũ nha. Tại cái tiếng nói là tiếng người Nhật. Trời ơi, nó bắn dằn luôn, dằn nóc luôn. Quá khủng khiếp. Súng này quá mạnh luôn. Súng này thằng nào mà chịu nổi đấy. Một phát chết luôn. Khiếp cái này thằng nào chịu nổi. Này chưa gớt được. Tôi chưa gớt người ta. Rồi gớt cái rồi. Khẩu này là khẩu chống tăng nha, chống tăng 4 đồng. Con khẩu này nó còn mạnh hơn cái khẩu rocket launcher. Đây là anti tăng đấy. Có khẩu này thì đéo sợ nè. Khẩu này quá biết rồi mọi người ơi. Xuất hiện đi em. Nãy giờ được hơn 3 phút rồi. Con cái nát hết. Thằng nào chịu nổi, này cũng ít nhất 10 thằng đấy. Nướng cái con Licker luôn. Đại thì bắn kiểu này là thuận lợi, thiếu nào còn thiếu nổi. Tụi nào mà chịu nổi cái súng này. Này nguyên đám dân đi luôn.
Bây giờ ôi bị nó không phân miếng rồi, bị nó miếng thịt rồi, bắt được con chó này. Mình đã né con chó được rồi, không bị cạp, không bị nó cạp. Anh bự xuất hiện đi, đi xuống này mạnh ghê trời. Giúp mình bằng một đăng ký kênh cũng như like video nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn thích video này thì hãy để lại một like, lượt đăng ký cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Anh bự ơi, sao chán em. Đây có mấy cái con Ice, không biết cô là con gì nhưng mà nó khá là mạnh đấy. Mà xuống này bắn nó cháy hết hai, cháy thành hai luôn. Mày chưa cháy thành hai hả con? Sao nó chưa mở cửa nữa? Hai anh tính là chơi em ạ. Sao nó chưa mở cửa thôi? Anh bự chưa mở cửa rồi, anh bự mở cửa kìa. Xíu được bị nó tán phát rồi. Ở đây có thằng này luôn này. Anh bự anh đang đi theo mình đó. Tay biết đâu rồi. Sorry em bạn. Tôi đi đây. Thắng rồi. 11 phút. Hơn 11 phút nha. Trực thắng đến rồi. Cuối cùng chiến thắng này. Wow. Được lưu trữ trong cái bảo toàn của Umbrella luôn.